rồi em quay đấy. À, chào tất cả bạn, nay mình giới thiệu một sản phẩm, đó chính là máy đun xúc xích bằng điện này. À, mẫu dung tích là 10 lít này. Đây bên hông là có biến tần này. Bên hông là có biến tần điều chỉnh tốc độ nhanh chậm này. Điện này, điện gia đình điện 220V này. Đây. Thì sau đây mình sẽ bật này, chạy lên này. Máy sẽ tự động công tắc này sẽ tự động chạy lên này. Đó, sẽ chạy lên này. Đấy. Và khi nó chạy hết quy trình nó sẽ tự động ngắt này. Nó sẽ tự động ngắt. Đấy, nó sẽ tự động ngắt này. Thì chúng ta mở ra này. Chúng ta mở ra này. Đây, đây cái khoang chứa 10 lít này. Kích thước chứa nó là chiều rộng là 23cm này. Chiều sâu đáy nó là 28cm này. Sâu đáy là 28cm này, chất liệu toàn bộ là inox này. Đây thì mình sau đó là mình chúng ta lắp lại thôi. Lắp lại thì cũng dễ dàng thôi. Ta nhét vào đây. Đây này con ốc rồi đây. Vừa đúng ngàn chục rồi. Ok. Thì ở đây có một cái con chuột này. Ta điều chỉnh này. Đó, ta giữ im con chuột này thì cái bộ này nó sẽ giảm xuống này. Đó ha. Đấy. Nhanh chậm đủ xuống. Nhanh chậm chúng ta có thể điều chỉnh do cái tốc độ này nhá. Điều chỉnh nhanh chậm tốc độ này. Đấy, thấy chưa? Đấy ha. Đấy. Và đây là có mấy vòi này. Có ống vòi này, có một vòi này. Hai vòi này. Ba vòi này, bốn vòi, năm vòi quay lên phía trên. Vòi to nhỏ này. Đấy, to nhỏ do mấy này, nhỏ bằng ngón út này. Và bằng ngón tay cái này, chúng ta mở này, chúng ta thay ra thôi là được. Ha. Đấy thì các bạn mua hàng liên hệ mình. Đấy mọi chúng ta mua hàng liên hệ số điện thoại 0934682224324 0944 xài sửa máy Thanh Hóa .com địa chỉ 79 Lê Hồng Phong, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. Đây chúng ta lắp vào đây. Đấy. Đấy chúng ta mua hàng liên hệ mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ mình nha. Ngoài mẫu máy ra mình có nhiều loại mẫu máy khác nhau. Đây. Mọi người mua hàng liên hệ mình qua số điện thoại, qua Zalo nha. Okay.